kính chào quý vị khán giả mục tìm hiểu nghị quyết của Đảng ngày hôm nay. Mời quý vị khán giả theo dõi nội dung kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện kết luận số 62 KLTU ngày 8 tháng 12 năm 2009. Sau khi nghe Ban chỉ đạo đề án báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 62 KLTU ngày 8 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, ý kiến của các cơ quan liên quan Bộ Chính trị kết luận. 1 qua 10 năm thực hiện kết luận số 62 KLTU, hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, tăng cường đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện xã hội, sâu sát cơ sở, phối hợp ngày càng hiệu quả với các cơ quan nhà nước và chính quyền cơ cấp, quan tâm lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, khơi dậy được động lực trong nhân dân phát huy quyền làm chủ tạo đồng thuận xã hội củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tuy nhiên việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới hoạt động giám sát phản biện xã hội kết quả tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng phát huy quyền làm chủ của nhân dân còn một số mặt hạn chế nguyên nhân của những mặt hạn chế bất cập là do một số cấp ủy tổ chức đảng chính quyền chưa nhận thức sâu sắc vị trí vai trò của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội chưa quan tâm lãnh đạo tạo điều kiện bố trí cán bộ có năng lực uy tín, kinh nghiệm thực tiễn làm công tác vận động quần chúng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có lúc có nơi chưa chủ động trong tham mưu với cấp ủy và phối hợp với chính quyền để ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn và giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh. Năng lực của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, chưa đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, điều kiện hoạt động ở một số nơi còn khó khăn. 2. Để tiếp tục thực hiện kết luận số 62 KLTU trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh tăng cường công tác phối hợp giữa mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, ba tổ chức thực hiện, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương theo chức năng nhiệm vụ tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện thông báo kết luận này. Đảng đoàn Quốc hội chủ trì phối hợp với ban cán sự đảng chính phủ, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xem xét đưa hoạt động phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội vào quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan sớm chỉ đạo đánh giá các mô hình thí điểm liên quan đến mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội theo tinh thần nghị quyết số 18 NQTU của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với các tổ chức Đảng, Đảng đoàn mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo dõi kiểm tra đôn đốc sơ kết tổng kết việc thực hiện kết luận số 62 KLTTU và thông báo kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện. Quý vị khán giả thân mến vừa rồi là kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện kết luận số 62 KLTTU ngày mùng 8 tháng 12 năm 2009. À, mục tìm hiểu nghị quyết của đảng ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt